cùng trong những chương trình hoạt động tại Việt Nam 13 giờ chiều ngày 10 tháng 1 năm 2009. Hoa hậu thế giới Ksenia Sukhinova cùng ban tổ chức đã có mặt tại Hạ Long để thăm và khảo sát một trong những địa điểm được chọn làm nơi tổ chức cho cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009 tại Việt Nam. Và đây là những hình ảnh Ksenia Sukhinova khoe mình cùng 6 nước Hạ Long mà nhóm phóng viên Vietnamnet vừa ghi lại được vào chiều nay 10 tháng 1 năm 2009. Mặc dù khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài với lịch trình Cam Ranh, Hà Nội, Hạ Long, tuy nhiên, với cách trang điểm và bộ trang phục không quá cầu kỳ, cùng những nụ cười thân thiện luôn nở trên môi Ksenia đã lôi cuốn tất cả đoàn phóng viên và người dân có mặt trên vịnh ngày hôm nay. Là một người nói tiếng Anh không quá xuất sắc, những phút đầu tiên cô gái Nga xinh đẹp tỏ ra tương đối rụt rè. Tuy nhiên, sau một thời gian làm quen, cùng sự cởi mở, mến khách của những người xung quanh, Ksenia đã tỏ ra khá thoải mái, giải bày những tình cảm của mình với mọi người. Ở đây thật đẹp, có thể nói là quá đẹp. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi có mặt tại đây. Con người ở đây rất đáng yêu, rất cởi mở. Thời tiết ở nước các bạn thật là thú vị. Như bạn biết đấy, tôi đến từ Siberia, nơi có thể coi như lạnh nhất ở nước Nga. Mùa đông ở đó rất lạnh, còn đấy thì khác, mùa đông thật ấm áp. Và tôi có cảm giác đây chỉ như mùa thu ở nước Nga. Từ khi trở thành Hoa hậu thế giới, cuộc sống của tôi đã có khá nhiều thay đổi. Tôi phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, công việc cũng thay đổi. Tôi phải đi khắp thế giới để thực hiện nghĩa vụ của mình. Điều đó thật là vui, hạnh phúc và tôi cảm thấy rất thích thú với công việc mới. Theo kế hoạch, Bông Hồng xứ sở Bạch Dương cùng đoàn Hoa hậu sẽ tham gia các hoạt động từ thiện tại miền Bắc. 11 tháng 1, cô sẽ tham gia lễ khánh thành 30 căn nhà chữ thập đỏ tại Hà Tây, tặng quà cho người nghèo Hà Nội và có chuyến thăm và tặng quà cho trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam.